Vâng, xin chào bác, chào anh em. Ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu lại cho bác anh em một cái mẫu vang mà rất nhiều các bác anh em ưa thích về cái mẫu vang này. Nếu mà các bác có thể hỏi là sau cái tầm giá của Lakewick 30 Plus này hay TDQ 800 Plus ấy, thì nó nhỉnh hơn một chút và nhiều tính năng hay hơn nữa thì nên lựa chọn cái dòng vang nào hả em? Nên chính hãng thì giá nó hơi cao, giá con nào nó hợp lý thôi. Nhưng mà chất lượng của nó và tính năng của nó phải nổi trội hơn những dòng như Lake 30 chẳng hạn. Thì đây em giới thiệu cho ba các anh em nhá, một cái mẫu vàng ở đây nó có ghi khá nhiều tên. TDK2 này, TDX10 Plus rồi có rất nhiều tên khác nhau, nhưng các bác nhìn hình thức với những cái dàn nép ở giữa này và ba nút này với hình thức là chúng nó đều như nhau hết, không khác nhau với những cái mẫu vàng như này. Em vang này thì nó có đầy đủ này, có điều khiển này, có cổng quang, có Bluetooth dẫn như Lake 30, và nó có thêm một cái chức năng nữa mà rất nhiều anh em sẽ thích, đó là có thể điều khiển trực tiếp qua điện thoại. Các bác không cần phải ngồi là phải chỉ vào trực tiếp vào cái con vào cái phần bắt tín hiệu của khiển này nữa. Các bác có thể cầm đi ra đây. Bây giờ nhá, các bác đang nhìn em đang sử dụng cổng quang đúng không ạ? Đây là OBT cổng quang. Em chạm sang nó chuyển sang Bluetooth này, chuyển USB này. USB thì cắm phải cắm vào nó mới chuyển đúng không nhá. Đấy, AUX2 này, AUX1 này, cổng quang tiếp này, cái cổng quang C. Đấy, bây giờ mở OBT nhé. Các bác có thể tăng giảm âm lượng, các bác nhìn nhá. Đây em gạt đến tầm giữa nhá, nó hiển thị 14. Giờ em gạt hết lên này, hiển thị 30. Cực kỳ tiện lợi và dễ sử dụng các bác nhá. Tiếng thì hay hơn Lake 30. Định các bác về Eco thì nó sẽ hay hơn Lake 30. Và cũng lại nói luôn các bác này, ở đây nó có cái nút gì vậy? Reverb này thì là để trang trí thôi chứ không phải là nút reverb xịn đâu. Ở đây thì có thêm những cái nút này, nút led mode, thì các bác có thể lựa chọn các kiểu đèn nháy. Có ấn đoạt nó sẽ thay đổi khi có nhạc vào. Thì cái nào hợp mắt với các bác thì các bác có thể để lại thôi. Nó có rất nhiều kiểu nháy khác nhau các bác. Em không đếm rõ được bao nhiêu kiểu đèn nét này nó nháy đâu. Nó có thể tắt đi, có thể bật lên. Nhiều bác thì có về ấy, bấm thì không may là nó bấm vào lúc này nó đến một chế độ nào tắt đi, thì bảo là cái này nó bị hỏng rồi, cái này đèn nó bị hỏng, cái này phải bảo hành đi. Nhưng các bác nhớ nhá, các bác về đôi khi nó có bấm lại cho em xem. Đấy, bấm lại nét này nó lại lên nhá. Rất nhiều các bác sử dụng trường hợp này cứ nghĩ mặc định là nó nhạc vào nó sẽ lên. Ở phía sau này thì em quay cho bác, nó vẫn đầy đủ các cổng ăn chơi như là cổng quang Bluetooth đây, cổng quang này Bluetooth, cổng quang C này, có cổng cắm mic bằng cả ca lông vào đây. Các cổng ra nhạc thì nó ghi rõ Rainer đây các bác nhá. Đấy, nó ghi rõ output đây. Đây cổng xe, đây là cổng center, nó ghi rõ là từng khu này, cổng center và cổng sub đây. Đây công tắc phía sau này, cổng xì. Giá của em này thì em sẽ để trực tiếp phần tiêu đề cho bác anh em, cam kết cho bác luôn là cái giá cực kỳ hợp lý, chất âm rất là hay, hình thức đẹp và cực kỳ tiện lợi. Các bác hỏi cái app sử dụng này ở đâu thì bên trong cái hộp của nó sẽ có một cái để cho bác quét. Các bác sử dụng Android hay sử dụng iOS thì nó sẽ có ở đó cho bác quét luôn. Đấy, có điều khiển, có cổng quang, có Bluetooth, chống hú tốt, eco cũng khá là mượt mà. Có nhiều chế độ đèn nét để cho anh em có thể lựa chọn. Và đặc biệt như em đã giới thiệu cho bác rồi thì nó có một cái để điều khiển bằng điện thoại các bác nhé. Em mở cho bác xem. Đó, điều khiển điện thoại này. Đấy. Cực kỳ nhạy các bác nhé. Các bác không cần phải là đây, em quay cho bác xem. Không nhất thiết là cứ phải quay trực tiếp vào. Bởi vì cái này nó kết nối Bluetooth. Nó kết nối Bluetooth. Trước khi mà các bác mở lên mà muốn kết nối phần mềm này thì các bác phải bật Bluetooth ở trên đầu của cái con vang trước, sau đó bấm kết nối ở đây. Đấy, các bác có thể kết nối hoặc ngắt kết nối ở trong phần này. Ngắt kết nối này. Vậy bây giờ kết nối lại này. Đấy. Chỉ cần một lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên các bác kết nối với em vang đó thì phải bật Bluetooth lên thôi. Chứ còn sau thì các bác điều khiển mặc định cứ mở lên thì các bác có thể điều khiển thôi nhé.
Rồi, bọn video ngắn thế thôi. Em sẽ test cho các bác nghe thử chất âm của em này ở video tiếp theo. Các bác có nhu cầu về sản phẩm vàng TDK2 này, các bác liên hệ trực tiếp qua bên em qua hai số điện thoại hoặc Zalo. Anh em đang xem thì nhớ like và đăng ký kênh. Xin mời các bác, xin mời anh em.